Quảng Ninh được đánh giá là một trong những địa phương có tài nguyên du lịch nổi trội và đặc sắc về cả tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa. Tận dụng lợi thế đó, trong những năm gần đây, Quảng Ninh đang tập trung vào việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với lợi thế về cảnh quan và điều kiện tự nhiên và nét văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nhiều các điểm du lịch cộng đồng sinh thái ở các địa phương như làng quê Yên Đức, Đông Triều, Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, huyện Bình Liêu, Hải Hà, Tiên Yên, thành phố Móng Cái. Trong nhiều điểm du lịch cộng đồng sinh thái tại Quảng Ninh, thì Bình Liêu và Tiên Yên là hai điểm du lịch cộng đồng đang dần trở thành thương hiệu điểm đến ở vùng Đông Bắc Quảng Ninh. Tại huyện miền núi biên giới Bình Liêu, nơi đây được ví như bản tình ca bốn mùa với lợi thế cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ cùng nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc, Bình Liêu hấp dẫn du khách bởi những trải nghiệm riêng có. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những thửa ruộng bậc thang, những rừng sở bạt ngàn trắng tinh khôi, những thiên đường cỏ lau, những cao nguyên trùng điệp trải dài tầm mắt, nhất là vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ của các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. Cảm nhận được cái hương vị đặc sắc của thiên nhiên, dựa đi lúc thì là mùi lúa thơm ngát mùi sữa, chuẩn bị đến mùa gặt, mà bên những cái ruộng lúa bậc thang vàng óng, và xen kẽ đấy lại là những tiếng suối róc rách với những bãi đá nhìn rất là cổ. Và tiếp theo là đi qua, và tôi thực sự ấn tượng khi đi qua những cái cánh, những cái khu rừng đầy bạt ngàn những cây sở ấy, chắc chắn là cái mùa hoa sở thì với những hoa trắng thơ trắng ngút thì sẽ rất là đẹp, rất là nổi. Và đặc biệt hơn nữa là khi đi qua những cánh rừng hồi, mùi hồi thơm ngát, mùi thơm ngào ngạt ra ấy, với những bông hoa hồi nhỏ xíu rất là xinh xắn, cộng và thêm nữa là với cái nắng thu, lá xào xạc, thật sự là tạo thành một cái bản nhạc thu rất là êm đềm, và tôi thật sự cảm thấy ấn tượng với cung trách này. Với đặc thù có 96% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số, Bình Liêu còn có nhiều lễ hội, nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo đa dạng. Những tài nguyên thiên nhiên văn hóa hấp dẫn tại đây đã tạo nên nhiều sản phẩm du lịch cộng đồng đặc sắc gắn với các giá trị văn hóa kiến trúc của đồng bào các dân tộc. Du khách khi lưu trú tại đây được trải nghiệm cuộc sống ở bản, nghe các làn điệu hát, trải nghiệm trò chơi truyền thống, tìm hiểu trải nghiệm thiên nhiên đa dạng sinh học tại các điểm có lợi thế như Khe Tiền, Sông Móc, Cao Ly, Ngàn Chi, các vườn hoa. Du lịch đường biên hùng vĩ, cùng với đó là định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mạo hiểm mới mẻ như leo núi, xuyên rừng, các trò chơi mạo hiểm, bugger, zip line, nhảy dù. Cái thiên nhiên ở đây, đấy, cái còn cái cảnh quan còn rất là hoang sơ, và thiên nhiên tôi đánh giá là rất đẹp, mà nổi bật lên là cái hệ thống ruộng bậc thang đấy. Và như ở một cái số địa điểm khác thì chỉ có một mùa trong năm thôi, nhưng tuy nhiên thì Bình Liêu vượt trội hơn là có hai mùa trong năm đấy, mùa khoảng tháng 5, tháng 6 và tháng 10, tháng 11 đấy. Như thời điểm như tôi đang đứng đây là khoảng độ giữa tháng 10 thì lúa chín vàng nhìn rất là đẹp. Thế và nữa là có các cái cánh rừng hồi, rừng quế thì tạo ra được những cái cung đường đi trekking cho khách rất là phù hợp. Đấy, cái thời gian cũng tương đối là ngắn, khoảng độ 3 tiếng đến 4 tiếng là có thể có được một cái cung trek rất là thoải mái rồi. Đấy, điểm nổi bật nữa là về văn hóa thì Bình Liêu này cũng rất là đậm đà bản sắc dân tộc. Để phát huy, phát triển tiềm năng du lịch cộng đồng đang rộng mở, Bình Liêu đã đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch tương đối tốt, giao thông cũng thuận lợi, kéo gần Bình Liêu với Hạ Long và các địa phương lân cận. Huyện cũng đã đầu tư cơ sở hạ tầng với đường lên biên giới, lên các cột mốc. Cùng với đó là người dân và doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục homestay với trên 300 buồng phòng, đáp ứng được nhu cầu lưu trú cho hơn 1.000 du khách. Bình Liêu thì nói riêng thì tôi nghĩ là tiềm năng rất là lớn.
để nó phát triển du lịch cộng đồng. Bởi vì cái địa thế của Bình Liêu nó rất thuận tiện, nó gần với lại một địa danh rất là nổi tiếng là Hạ Long. Thì khách quốc tế có thể kết hợp được những cái trải nghiệm du lịch cộng đồng ở Bình Liêu và sẽ tham quan được cái vịnh Hạ Long nổi tiếng của thế giới. Du lịch cộng đồng tại Bình Liêu đang là điểm sáng được quan tâm thúc đẩy nhằm khai thác tối đa tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, các giá trị văn hóa truyền thống lịch sử để phát triển bền vững. Du lịch dựa trên cộng đồng gắn với đời sống người dân. Du khách được trải nghiệm những hoạt động quen thuộc của người dân địa phương. Đây cũng là cách làm của Bình Liêu để có thể bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên văn hóa của đồng bào các dân tộc ở nơi đây, không làm mai một giá trị truyền thống lâu đời của cộng đồng dân cư. Tiên Yên là một huyện miền núi nằm trên trục giao thông huyết mạch Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh. Tiên Yên hiện có nhiều điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng thu hút đông đảo khách du lịch như phố đi bộ Tiên Yên, thác Bạc Sủi, chợ phiên vùng cao Hà Lâu, du lịch cộng đồng xã Đại Dực, du lịch trải nghiệm, rừng ngập mặn Lòng Vàng, Hải Lạng. Địa phương đang xây dựng nhiều sản phẩm du lịch cộng đồng độc đáo, đặc sắc như homestay, ẩm thực, sản phẩm ô cóp, hoạt động văn nghệ, thể thao, văn hóa, đồng thời tổ chức nhiều các chương trình tọa đàm về du lịch, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch cộng đồng là bà con địa phương theo hướng chuyên nghiệp. Nhiều sản phẩm du lịch cộng đồng hấp dẫn du khách như mô hình du lịch cộng đồng tại xã Đại Dực của người Sán Chỉ. Đây là nơi được thiên nhiên ưu đãi về cả địa thế và thiên nhiên rất mát mẻ trong lành. Các mô hình du lịch cộng đồng đã phát huy hiệu quả như điểm homestay tại khu Nà Mó, thôn Khe Lục. Đây là một trong những điểm du lịch có nét hoang sơ của tự nhiên và phong tục tập quán, sinh hoạt vô cùng hấp dẫn. Phải nói là Tiên Yên là một địa phương có rất nhiều tiềm năng để có thể phát triển du lịch cộng đồng. Với khu vực của thị trấn thì ta đều biết là cái khu vực dòng sông đập tràn cũng là một trong điểm nhấn khá ấn tượng khi du khách đến đây. Và đặc biệt là cái khu của nhà phố cổ của những ngôi nhà người Hoa cổ cũng như là cái kiến trúc cổ người Pháp ngày xưa thì nó đã tạo một cái điểm khác biệt cho Tiên Yên. Và Tiên Yên còn gắn liền với giá trị văn hóa của vùng biển, đó là những cái có như là du lịch trải nghiệm, những bãi bồi của nhà cát rất tuyệt vời. Và vùng cao của Tiên Yên thì có những cái giá trị của nhà về văn hóa đồng bào của nhà dân tộc riêng biệt, đặc biệt là gần đây có nhà có những mô hình du lịch cộng đồng Sán Chỉ cũng là có như là một trong mô hình khởi điểm mà có thể nói là có đủ cái có như là tiềm năng và đang đẩy dần đến để phát triển du lịch. Vì vậy với điểm đến Tiên Yên thì hoàn toàn có thể là một điểm sáng của phát triển du lịch cộng đồng tại Quảng Ninh. Và tôi nghĩ rằng với chính quyền địa phương thì ta phải cần phải có một lộ trình rõ ràng từ vấn đề định hướng triển khai từng mô hình. Vào mùa thu đông, những thửa ruộng bậc thang được khoác lên mình một chiếc áo vàng óng, khiến du khách mê mẩn quên lối về. Thời điểm để ngắm những thửa ruộng vàng óng đẹp nhất trong năm là từ trung tuần tháng 10 cho đến hết tháng 11 trong năm. Đây sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của những thửa ruộng bậc thang nơi đây. Thực sự là một trải nghiệm khó quên đối với du khách khi được hòa mình với thiên nhiên, được hít thở hương thơm của lúa chín. Hiện nay, Đại Dực cũng đang xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với cải thiện sinh kế bền vững để khai thác các giá trị văn hóa bản địa, cũng như đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Nhờ có phát triển du lịch trên địa bàn xã, đã mang lại nhiều đổi thay về kinh tế, đời sống cho bà con làm du lịch tại địa phương. Nhờ việc từng bước để phát triển du lịch thì chúng tôi cũng có rất nhiều những cái thay đổi, đặc biệt là thay đổi về tư duy nhận thức của người dân. Và một số người dân trên địa bàn xã là đã bắt đầu mạnh dạn để mở những cái quán ăn cũng như là mạnh dạn để chỉnh trang nhà cửa. Thì hy vọng rằng là tiếp tục sau đó là khi du lịch mà phát triển, khi khách du lịch đến thì cái đời sống nhân dân sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Ngoài cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Tiên Yên còn có nền văn hóa đa dạng. Nơi đây tập trung nhiều đồng bào các dân tộc cùng sinh sống như Kinh, Tày, Dao, Sán Dìu, Sán Chỉ, Hoa, Thái, Cao Lan. Chính vì vậy mà hình thành nên sự đặc sắc về văn hóa nghệ thuật. Đó là nền văn hóa đặc trưng của nền văn minh lúa nước của người Kinh và văn hóa giàu bản sắc của các dân tộc thiểu số.
văn hóa dân gian phổ biến của các dân tộc là lối hát đối giao duyên trong các dịp lễ Tết hội hè như hát sóng cọ của người Sán Chỉ, then của người Tày, sán cố của người Dao, giọng cô của người Sán Dìu, hát nhà tơ của người Kinh. Đây cũng là một trải nghiệm khó quên khi du khách đến và được tìm hiểu các nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc tại đây. Hiện nay, Tiên Yên đang tập trung xây dựng phát triển du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa thiên nhiên có sẵn, tập trung xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn du khách khi đến trải nghiệm vùng đất này. Huyện Tiên Yên đã đẩy mạnh phát triển du lịch, trong đó có phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Tiên Yên và đã có những sản phẩm đạt được kết quả bước đầu và thu hút được nhiều khách du lịch đến với huyện Tiên Yên. Trong đó đặc biệt là những điểm du lịch cộng đồng tại xã Đại Dực, rồi là Family Ecology sinh thái biển tại xã Hải Lạ, rồi là Tháp Bạc Sủi xã Yên Than và Khe San xã Vong Dụ, làng văn hóa thực tại Đồng Đình, vân vân cùng nhiều các điểm khác. Có thể nói là huyện Tiên Yên đã tận dụng những cái lợi thế khác biệt riêng có, đặc biệt về bản sắc văn hóa, đặc sắc, thiên nhiên tươi đẹp để tạo thành các sản phẩm du lịch. Thế và qua đó đã góp phần quảng bá về vùng đất con người Tiên Yên cũng như là thu hút khách du lịch đến Tiên Yên trong thời gian vừa qua. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa phong phú của cộng đồng vùng Đông Bắc Quảng Ninh như Tiên Yên, Bình Liêu, cùng với sự cố gắng nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như sự chung tay của người dân, doanh nghiệp, nơi đây sẽ trở thành thương hiệu điểm đến của du lịch Quảng Ninh, được nhiều du khách tham quan trải nghiệm.